Yo, ok, anh em cùng chơi tiếp game Alan Wake này nhá. Hay quá trời luôn á. Bây giờ mình phải tìm một cái chìa khóa để mở cái gara lấy cái ô tô này về gặp Barry ở nhà. Đang có bạn chim gì ấy, nó đang quấy phá Barry, gọi điện chả hiểu gì cả. Nhà vệ sinh nữ này, oh my god. Nhà vệ sinh nữ. Đi đây. À, đạn à. Hello. Nhà vệ sinh không có bồn thế này. Ngồi xổm rồi ỉa ra đất à. Mẹ bố cái khu này nó nhà quê nhỉ. Nhà vệ sinh nam. Có người ngủ ở đây à? Gì này? À, chìa khóa đây rồi. Lại video. Cái tivi chiếu cái cảnh mình đang viết văn này. Tỏm vẫy lèo ra. Ui! Mẹ nó. Lấy ô tô nhanh lên. Đừng để bọn nó bắn nữa. Mẹ đoạn này giật mình thật đấy. Như zombie. Ui. Đêm hôm chơi này đúng là đau hết cả tim. Ok. Ô vãi. Game này còn điều khiển được xe nữa kìa. Đi đường nào đây? Cứ đi đường lớn nhá. Này thì trêu bố mày này. Ui, chết chết rồi. Mải nhìn cái cục pin bên trên thành máu á. Cái này chiếu đèn nữa cơ mà. Vãi mẹ mày này. Đường bị chặn rồi. Đi cổ đéo gì đây. À, có cái bay lên này. Ô, phải. Ui, ui. Đi đúng đường không đây ta? Úp phải cứt. Hay trèo lên đây nhỉ? Đây rồi, đây rồi. Underwood đây rồi. Bao nhiêu công đi cuối cùng là chỉ cần phi xe một tí là về nhà. À đúng rồi, cái chỗ này luôn. Chuẩn kéo chỗ này rồi. Có vãi cứt, lẽ ra mình đi ô tô tiếp thì có lên đây được. Đẹp mẹ. Giờ phải đi bộ. Phiền vãi lều ra. Ngu thật đấy. Thôi kệ. Chạy bộ tí cho nó thoải mái gân cốt. Ừ, đằng nào cũng chỉ đến đây được thôi, ô tô nó chặn rồi. À, có cái ô tô đoạn đầu tập mình ơn. Sao có cái cabin này lại rơi đây. Địch ở đâu ấy? Có xe cảnh sát này. Không muốn à, có súng. Súng pháo sáng, đẹp con mẹ mày, chúng mày. Chúng mày chết với tao đi. Mày lại súng săn thì hơi bị ác đấy. Còn đâu nữa, chúng mày ra đây, tao đang đứng ở chỗ checkpoint nhá. Lại Barry gọi à, là thằng bắt cóc đồ khốn, đồ khốn, vợ tao đâu, chưa được lắm Wake. Mày đã nhận được các tra văn bản nói cái gì này, tao không cái gì, nghe đi nghe đây, tao cần thời gian để hoàn thành. Tao cần thời gian để viết đoạn kết. Tao cần một tuần. Tôi cần một tuần. 2 ngày. Nhắc thành phố ạ. Mày có thể dễ tìm đến chỗ đấy thôi. Một ngôi nhà trung tâm. Mày mang đến các trang văn bản và có vợ. Được rồi, tôi sẽ gặp cậu. Tôi sẽ gặp ông. Địt mẹ. Nó giao hẹn cho mình 2 ngày để viết xong câu chuyện. Có lợi cho nó. Sao lắm chim có này.
bóng tối điều khiển. Nhặt đồ cái đã, pin đầy rồi. Ê, mở cửa ra đây, bảo vệ Barry khỏi lũ chim. Chim nào? Chim này á? Đâu, làm đéo có, nó có xuống đây đâu. Cái gì ấy? Ui, còn mẹ nó, phải dùng pháo sáng rồi đấy, có thế chứ. Đâu chim đâu, anh chưa hẳn súng săn luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Né 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 né. Địt. Bắt buộc phải dùng súng pháo sáng với chúng mày rồi. Còn một viên cuối cùng. Đâu nữa, đâu nữa. Chết đi, chết đi, chết đi. Anh chiếu đèn với chúng mày luôn. Mẹ mày, mẹ chúng mày. Chim mới chả chóc. Đâu nào? Đâu nào? Đều 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 đều. Nghi là bọn này lắm. Chết. Mở cửa đi. Chúng đi rồi. Ấy à. Xin lỗi nhá, vì nghĩ cậu bị tâm thần nhưng đấy, ông này gặp bọn chim rồi thì biết rồi nhá. Tôi không bị điên. Tôi đã gửi Barry đến thì thành phố để hỏi xung quanh về người đàn ông bắt cóc, về địa điểm mà hắn bắt phải giao văn bản ấy. Người đàn ông muốn các trang văn bản và tôi đang cố viết một cái để đưa Alice về. À, đối với tôi, sức mạnh siêu nhân thì cái gì? Ông này có vẻ không tự tin lắm về cái khả năng của mình. Barry đây. Tôi là Rose. Rose. Tôi đã tìm thấy các trang của Rose là cái con bé ở trạm bán đồ ăn mà. Ngày tốt lành, hy vọng sẽ gặp lại sớm, trở lại quán ăn. Good girl, ngoan lắm. Chết mẹ, bị cái con già nó điều khiển rồi. Chết cha rồi. Chết, thằng Barry đến bẫy rồi. This. Khốn nạn thật. Thế là hết tập 2. Mọi việc càng ngày càng trở nên phức tạp rồi đây này. Mình vẫn chưa hiểu nhiều lắm, nhưng mà đại khái là bây giờ thì Barry cũng gặp nguy hiểm nốt rồi. Ok, kết thúc tập 2. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 nhé, ở trong những video sau. Ok, thân ái chào tạm biệt. Hãy like, share video và subscribe kênh của mình để đón xem các video về cướp đường phố này, Half Life này, bla 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 bla. Ok, cảm ơn mọi người.